các bạn đang xem đây là đội đến từ Chi Xê nhé mọi người nhé. Đây là các dụng cụ của che nứa của các người địa phương đồng bào Chi Xê thể hiện mọi người nhé. Rồi tiếp theo mình lại đến qua đội Chi Xê này thì mình đến đội khác mọi người nhé. Đây là các nghệ nhân này đang đục tượng mọi người nhé. Đây là tượng nhà Mồ mọi người nhé. Đây là hai nghệ nhân này chắc đến từ Chi Xê. Đây mình xem đến đội nào nhé. Hay quá. Đây là huyện Ia Rai này nhé. Đội này đến từ đoàn nghệ nhân đến từ Ia Rai nhé mọi người nhá, huyện Ia Rai. Rất hay, đoàn Ia Rai rất hay. Hay quá, nhạc cụ hay quá. Cái nhạc cụ này rất hay mọi người nhá. Hay quá. Hay quá. Đây là đoàn nghệ nhân đến từ huyện Ia Rai mọi người nhá. Ở đây chắc chuẩn bị xuống lễ hội cổng chiêng, lễ hội cổng đua thuyền ở Xê San nha mọi người nhá. Xã Yo ngày 16 mọi người nhá. Ồ, hay quá. Ồ, đội huyện Ia Rai hay thế nhỉ. Huyện Ia Rai là huyện của mình nhé mọi người nhá. Hay lắm. Đây càng lớp trẻ học. Ồ, hay thật. À vâng. Chuyến đi mình đến 16 nhỉ? Mình cũng biết cái này mà. Ôi không ngờ là nàng này hay nhỉ? Là thì đoàn của mình là sẽ diễn cuộc khai mạc. Đoàn này là chuẩn bị ngày 16 này tiết mục khai mạc đua thuyền mộc trên sông Ba Cô mọi người nhá. Quá hay luôn. Ừ, hay quá. Tuyệt vời. Rồi hiện đi cả đây này hay đấy nhỉ? Nhạc cụ này hay đấy. Đây là bỏ sao em nhìn đúng rồi. Cái đàn kia ai? Đàn là che nứa độ chế kia, ai độ chế hay nhỉ? Cái nhân nào mà hay thế nhỉ? Dân biết ở đâu? Ở Con Tum à? Đây chứ. Huyện Ia Rai luôn hả? Đúng rồi. Hay quá nhỉ. Em ở hiện Ia Rai mà nay em mới được quay đấy. Em làm cái kênh Anh Hùng Núp của Cổng Chiêng Tây Nguyên với kênh Lê Đình Hải TV đấy. Em quay hết tất cả lễ hội với cầu. Thường thường cổng chiêng cuối tuần với sáng chủ nhật hàng tuần văn hóa cổng chiêng ở đây. Sắp tới đây đây đua thuyền mộc. Đua thuyền mộc đó. Là cũng có một cái bài bằng cái đàn đó. Đây là đàn nhỏ. Hay khai mạc đúng không? Khai mạc. Em vừa mới được nghe rồi. Em đi nói em quay chụp ít. Vâng. Vâng, hay đấy. Hay quá nhỉ. Công nhận đặc biệt đấy. Cái đàn này nó có hay lắm nhỉ. Mà ai nó có tiếng là em nghe bây giờ nó loãng như vậy á. Chứ em nghe mà nghe rõ là nó có tiếng hay nhỉ. Ủa, ai nghiên cứu được cái đàn đấy hay thật. Tuyệt vời luôn nhỉ. Đây là các bạn đến từ huyện Ia Rai nhé mọi người nhé. Tại các bạn mọi người đang xem đây là tại khu bảo tàng Gia Lai nhé. Ngày hội văn hóa cổng chiêng Uco Festival được diễn ra ngày 11 và ngày 12 mọi người nhé.
rất tuyệt vời nhé. Đây là đội Igarai là rất nhiều nhạc cụ che nữa, phải nói là rất là độc đáo mọi người nhé. Mọi người nhớ đón xem nhé. Vào ngày đua thuyền mộc trên sông Ba Cô ở tại làng Oa xã trong Sen San mọi người nhé. Sắp tới Igarai mà đặc biệt luôn đấy. Đội này đâu phải đội của huyện đâu, đội làng nào nhỉ anh? Đội làng mà hay nhỉ? Làng nước đó. À thế à? Ồ hay quá nhỉ. Độc đáo nhất đấy, em thấy độc đáo. Thế là ở huyện mình, ở thành phố mình có đội đội này và đội thành phố Hòa Lương Cu. Hay quá. Bài nữa đi, em đẹp đi, em đẹp đi. Ừ, bài nào xem nào. Em đẹp đi, em đẹp cho Vân Lang đi. Ừ, em đạp Vân Lang hay là cái bài mà hay là cái bài mà Trung Thu nghe được quánh không? Ừ được. Em mà Vân Lang thì hay đấy bạn. Chơi luôn bài em đẹp như Vân Lang, chơi một bài nữa được. Khán giả đang đông, đang đến. Nhà quay phim đang đến đông. Ừ. Bài này quá nổi tiếng luôn đấy. Hay thật. Ừ. Chuẩn bị chơi tiếp một bài em đẹp như Hoa Mơ Lang nhé mọi người nhé. Đây, đây này. Mọi người xem cái dụng cụ nhạc che nữa này. Đấy, cái này 2, 4, 6, 8, 10. Cái này âm thanh là 13 ống nhé. Đây là toàn các bạn nhỏ, các cháu nhỏ này cũng được học và chơi rất đẹp mọi người nhé. Rồi tiếp tục. Đặc biệt nhất là cái đàn kia nhá. Đấy. Hay thật. Ừ, hay quá. Tiếp tục chơi bài em đẹp như Hoa Bơ Lang nhé. Bạn đang xem đây là đoàn nghệ nhân đến từ Igarai nhé, huyện Igarai. Rồi đây rất nhiều cái đàn dụng cụ nhạc cụ che nữa rất độc đáo mọi người nhé.